Đấu La Đại Lục phần 2 tập 181, hồn kỹ cực phẩm bằng bão tuyệt thế đường môn. Những lời công chúa Kiều Kiều vừa nói hoàn toàn là không chút phóng đại. Nếu sử dụng những quả đạn ở cấp bậc này bắn trúng được cường giả cấp bậc là Phong Hào Đấu La, quả thật là có thể uy hiếp được đến sinh mệnh của bọn họ, thậm chí là ngay cả Phong Hào Đấu La cũng là ăn không tiêu. Rất là tinh xảo, Tiểu Soda đến đây xem, trận pháp đường khắc ngay ở phần đuôi pháo nè. Wow, trận pháo này có cả tác dụng tăng tốc, mà bình thường tốc độ của nó đã là không thấp, thêm cái này vào lại là càng đáng sợ hơn. Hèn chi phải cần định trang hồn đạo pháo cấp 6 mới dùng được. Dùng những định trang hồn đạo pháo bình thường để bắn nó chắc chắn là chưa kịp bắn đã là lộ tung rồi. Hoa Thái Đầu càng ngắm những quả đạn pháo càng hưng phấn. Vương Ngôn bước đến gần hắn nhỏ giọng rồi nói: Thái Đầu, những quả đạn pháo này có giá trị nghiên cứu gì hay không? Hoa Thái Đầu gật đầu không chút do dự. Có, dĩ nhiên là có rồi, không những thế mà là còn rất nhiều nữa. Vương lão sư, ngài nhất định là phải mua nó. Mấy năm nay, hệ hồn đạo của chúng ta chủ yếu là nghiên cứu và định trang hồn đạo khí. Nhưng vấn đề là quan trọng nhất là chúng ta chỉ là làm được đạn pháo cấp 5 mà thôi. Thứ này quá là giá trị, lại còn cần nguyên liệu hết sức là cao cấp. Chúng ta vẫn là chưa đủ khả năng chế tạo được. Nếu lần này mua được nó, chúng ta sẽ là tận dụng để nghiên cứu sâu hơn về định trang hồn đạo pháo. Được rồi, ta đã hiểu. Vương Ngôn gật đầu, Thanh Nhã nhỏ giọng nhắc nhở: Đi, khẩu khỏa đạn pháo này đã được Minh Đức Đường mã hóa hết rồi. Nếu các vị mua về để nghiên cứu thì là phải cẩn thận, chẳng may chạm phải chút bảo vệ của nó thì nó sẽ tự phát nổ. Hoa Thái Đầu lại đáp ngay cùng chút suy nghĩ: Cái này dĩ nhiên là ta biết rồi, bất kể ai chế tạo ra hồn đạo khí cấp cao đều là sẽ làm như vậy hết. Có điều chỉ cần những dấu vết bên ngoài là đủ cho chúng ta. Hắn đang nói hăng say thì nghe tiếng ho khan của Vương Ngôn mà giật mình ngừng lại. Lúc này Hoa Thái Đầu mới nhận ra mình có vui mừng mà lỡ lời, vội vàng đứng lép sang một bên không nói gì nữa. Cái giá khởi điểm của 12 quả đạn pháo này làm người ta líu lưỡi. Quả nhiên là càng về sau càng có đồ tốt, và dĩ nhiên giá cả cũng là vậy rồi. 12 quả đạn pháo này có giá trị là 65 vạn kim hồn tệ. Xin các vị khách quý đừng nghĩ giá cả dành cho 12 quả đạn pháo này là quá cao. Những thứ này dùng để chiến đấu hay là sưu tầm đều được. Hơn nữa cho dù là Minh Đức Đường, hiện giờ cũng là không thể đem ra đầy đủ 12 quả đạn pháo này. Hơn nữa, chúng tôi cam đoan đây là lần đầu tiên định trang hồn đạo pháo cấp 6 của Minh Đức Đường xuất hiện ở phòng đấu giá. Đấu giá đã bắt đầu nhưng Vương Ngôn không hề luôn nóng ra giá. Hắn im lặng ngồi nhìn màn hình trước mặt. Hắn không phải là mới tham gia đấu giá lần 1 lần 2. Cho dù ở buổi đấu giá cao cấp như thế này cũng không có nghĩa là bất cứ vật phẩm nào xuất hiện ra cũng có người ra giá. Có lẽ 12 quả đạn pháo này có giá trị hơn thành phách hổ luyện hồn đao ban nãy một chút, nhưng nó lại là làm ở mặt khan hiếm. Hơn nữa thì có bao nhiêu người thực sự là có thể sử dụng ra được định trang hồn đạo pháo đấy? Huống chi giá tiền này không hề thấp, nó lại là còn không giống như là cận thế hồn đạo khí hay là viễn trình hồn đạo khí có thể sử dụng lại. Cái này dùng một lần là mất luôn. Quả nhiên đúng như những gì Vương Ngôn đã suy đoán, bản báo giá này không hề có sự phản ứng nào, con số 65 vạn vẫn là đứng yên ở đấy. Một phút sau, giọng nói đầy tiếc nuối của công chúa Kiều Kiều vang lên. Xem ra hôm nay 12 quả đạn pháo này không có cơ hội tìm được chủ nhân thích hợp với nó rồi. Bắt đầu đếm ngược 20 giây, nếu vẫn không có ai ra giá thì chúng tôi sẽ làm bắt đầu vật phẩm thứ 3. Vương Ngôn quay sang nhỏ giọng nói với Thanh Nhã, ra giá cần mấy giây. Thanh Nhã đáp ngay, chỉ cần trong nháy mắt. Vương Ngôn khẽ mỉm cười gật đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Ngay khi đồng hồ đếm còn giây thứ 2, Vương Ngôn khẽ nói, ta ra giá là 65 vạn 5.000 kim hồn tệ. Một lần tăng giá ít nhất là 5.000 kim hồn tệ, hắn cũng là không ra giá khởi điểm mà là tăng thêm 5.000. Nháy mắt sau, con số 65 vạn trên màn hình khẽ đứng yên, rồi đổi thành 65 vạn 5.000 kim hồn tệ. Thanh Nhã hơi giật mình, do đó khẽ che miệng cười tán thưởng. Vương lão sư, ngài thật là lợi hại. Vũ Hào cũng là thấy rõ chuyện vừa xảy ra, ban nãy ngay lúc cuối cùng không chỉ là còn mỗi Vương Ngôn ra giá, tuy nhiên cười dần kia ra giá bằng với giá khởi điểm, còn Vương Ngôn thì là tăng thêm 5.000 kim hồn tệ. Vì thế 5.000 kim hồn tệ đã là quyết định kết cục rồi. Vương Ngôn mỉm cười rồi nói, ta chỉ là đề phòng một chút, không ngờ lại là may mắn thành công lấy được mấy quả đại pháo này. Thanh Nhã mỉm cười chúc mừng, làng dĩ nhiên là vui mừng rồi. Cô phụ trách tiếp đã là học viện Slank khác rồi, mà bọn họ đã là liên tục mua đến 2 kiện vật phẩm. Chẳng những cô có thể được trích phần trăm, mà còn được tích điểm thẳng cấp ở phòng đấu giá nữa. Có điều, mấy món vật phẩm kế tiếp không làm cho mọi người học viện Slank khác cảm thấy hứng thú cho lắm. 5 vật phẩm kia lần lượt là hồn cốt cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, một kim loại quý hiếm và một viễn trình hồn đạo khí cấp 8.
Tiếc là kiện viễn trình hồn đạo khí cấp 8 kia cần hồn sư cấp bậc là phong hào đấu la mới có thể sử dụng, tên là Khai Thiên Ích Địa Pháo, là cũng là xuất xứ từ đế quốc Nhật Nguyệt. Tuy nhiên không phải là tưởng mình đức đường mà là do một hồn đạo sư cấp 9 khá là hiếm thấy chế tạo. Khai Thiên Ích Địa Pháo ấy có chút giống với siêu cấp hồn đạo pháo mà Hòa Thái Đầu từng dùng, chẳng qua uy lực của nó mạnh hơn mà thôi. Một ngày dùng được một lần, uy lực của nó có thể sánh ngang với một kích toàn lực từ siêu cấp đấu la cấp 95. Sở dĩ nó bị coi là hồn đạo khí cấp 8 mà không phải là cấp 9 chủ yếu là vì được làm từ vật liệu hơi là kém. Vì thế nó mới là bị hạn chế lần sử dụng, mỗi ngày chỉ là dùng được một lần do nó cần thời gian bổ sung năng lượng quá là dài. Mặc dù nó chỉ là có thể tấn công mục tiêu cố định, nhưng nếu chiến đấu với người cùng cấp bậc cũng là không khó khăn nhiều cho lắm. Theo như công chúa Kiều Kiều nói thì đây là hồn đạo khí cấp 8 nhưng bên trong lại là trận pháp cấp 9. Cuối cùng, kiện Khai Thiên Ích Địa Pháo được mua với giá 700 vạn kim hồn tệ. Vương Ngôn không phải là không muốn ra tay, nhưng cái giá này hắn không thể tùy tiện quyết định. Dù sao, quyền hạn của hắn ở Học viện Sử Lai Các vẫn còn hạn chế, mà học viên ở đây chẳng ai là đủ điều kiện để dùng món đồ này. Nếu hắn mua về thì về học viện lại còn không biết ăn nói như thế nào. Thế nên, ngoài hai kiện vật phẩm bàn đầu ra, mấy món đồ sau dù là phẩm chất cao hơn nữa, nhưng vẫn là không quá hấp dẫn mọi người. Đấu giá sư Thành Nhã ngồi bên cạnh không những là không có ý thúc giục bọn họ, mà mỗi khi xuất hiện vật phẩm đấu giá mới là còn cẩn thận giảng giải từng chi tiết, tác dụng như thế nào, phẩm chất ra sao, để cho bọn họ có thể quyết định một cách tốt nhất. Công chúa Kiều Kiều lần thứ 8 xuất hiện lại trên màn hình lớn, cô mỉm cười rồi nói, hai kiện vật phẩm kế tiếp có thể nói gần như là món hàng chính của buổi đấu giá hôm nay, tôi tin chắc mọi người sẽ là cảm thấy hứng thú. Trên đời này, không phải là lúc nào cũng gặp được đồ tốt, tôi dám chắc rằng trên đại lục không thể nào tìm được món hàng tương tự như là kiện vật phẩm thứ 8 này. Là vẫn là một khối hồn cốt nhưng lại đặc biệt hơn khác người. Mời các vị nhìn xem, màn hình lại lóe sáng, sau đó hiện ra hình ảnh của một khối hồn cốt, không biết đã là được phong lớn bao nhiêu lần rồi. Khối hồn cốt này có màu xanh biếc, bên ngoài còn phủ một màn ánh sáng màu xanh, bức màn này không dừng di chuyển, cứ như là bên trong đang chảy một thứ chất lỏng màu xanh biếc vậy. Theo hình sáng, có lẽ đây là một khối hồn cốt cánh tay trái. Mặt ngoài của nó, ngoài màn ánh sáng màu xanh biếc ra, còn có một chút sương mù màu trắng. Vì nó được phóng lớn gấp mấy lần, nên mọi người có thể thấy rõ ràng ở bề mặt của nó là những viên pha lê, trong suốt như là bảo thạch vậy. Nhưng khối hồn cốt xuất hiện ra trước nó trong buổi đấu giá này cũng là không thể so sánh được. Ngay cả khối hồn cốt Hoàng Kim Chi Mang của Vương Đông ngày trước đều là có vẻ ngoài có lẽ là không bằng. Sao có thể được? Khốn khiếp thật! Trong đầu của Vua Hạo đột nhiên vang lên hai giọng nói một trước một sau của Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế. Vua Hạo bị sự xuất hiện bất ngờ của hai người dọa hoảng hốt, nhất là giọng nói của Băng Đế. Hắn cảm nhận được lúc này Băng Đế đã là thật sự tức giận. Sao vậy Băng Đế? Vua Hạo vội vàng hỏi. Băng Đế không lên tiếng trả lời nhưng mà Vua Hạo cảm nhận được lửa giận của nó càng lúc càng tăng. Lúc này giọng nói mê người của công chúa Kiều Kiều lại vang lên. Giọng nói lúc này rõ ràng là có phần trần thấp hơn là ban đầu, nhưng nhờ thế mà mới hấp dẫn sự chú ý của mọi người hơn. Các vị khách quý, tôi cảm thấy rất là vinh dự và may mắn khi mà được giới thiệu với mọi người khối hồn cốt này. Mọi người đều biết, với hồn sư, quý giá nhất là hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm. Nhưng mà hai thứ này gần như là không bao giờ xuất hiện trong các buổi đấu giá. Vì nếu người nào may mắn có được, dĩ nhiên là họ sẽ là không dễ dàng bán ra bên ngoài mà để dành bổ dưỡng cho một cường giả đỉnh cấp. Mà khối hồn cốt trước mặt các vị đây là một món hàng cao cấp nhất mà phòng đấu giá Tinh Quang chúng tôi có được trong năm nay. Thật lòng khi mà chúng tôi có được nó, chúng tôi hoàn toàn là không có ý định mang ra đấu giá trong buổi đấu giá này vì nó thật sự là quá quý giá, quá hiếm thấy. Tôi tin mọi người đều đã nhận ra khối hồn cốt này có thuộc tính băng. Trước khi chúng tôi xin giới thiệu ưu điểm của nó thì xin quý vị lắng nghe một số khuyết điểm của nó trước đã. Có lẽ các vị sẽ là thắc mắc tại sao chúng tôi lại nhắc đến khuyết điểm. Cũng bởi vì trong phòng đấu giá Tinh Quang chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Hơn nữa thì những khuyết điểm kia có thể đối với một vài người lại là ưu điểm cũng là công chứng. Khuyết điểm đầu tiên của khối hồn cốt này chính là thuộc tính của nó. Mọi người hẳn là đã biết, từ trước đến nay đây là đa số hồn cốt được sử dụng đều là tùy thuộc vào vũ hồn mà xuất hiện hồn kỹ khác nhau. Đó là những hồn cốt thuộc tính chính. Ngoài lâu ra, còn có một số loại có chút khác biệt nữa. Nó đòi hỏi hồn sư phải là có vũ hồn cùng thuộc tính mới có thể dung hợp. Nếu không chẳng những là không thể không dung hợp được mà là còn nguy hiểm đến tính mạng. Kiện vật phẩm thứ 8 của chúng tôi hôm nay chính là một khối hồn cốt này. Cho nên, khuyết điểm của nó chính là hồn sư có thuộc tính băng mới có thể sử dụng.
Cô công chúa Kiều Kiều rõ ràng là đối với kiện vật phẩm thứ 8 này có chút đặc biệt hơn những vật phẩm trước. Chẳng những cô giải thích nhiều mà là giọng nói cũng là uyển chuyển êm tai, khiến mọi người vừa nghe những lời mô tả của cô xong đã là gần như hiểu rõ hết thấy. Có thể nói yêu cầu thuộc tính băng này tương đối hà khắc. Bình thường trong giới hồn sư, những người có vốn thuộc tính băng khá là hiếm thấy. Cho nên, tôi thấy khô hồn cốt này mặc dù là tốt nhưng không phải là ai cũng có thể sử dụng được. Khuyết điểm thứ hai của nó cũng là khá rõ, nhưng theo tôi nghĩ có thể xem như là một ưu điểm cũng được, đó chính là hồn cốt kỹ năng cố định. Chúng tôi đã nhớ rất nhiều chuyên gia để thử nghiệm, kết quả cho thấy hồn cốt này bất kể là hồn sư có vốn nào dung hợp với nó cũng cho ra một hồn kỹ duy nhất, mà hồn kỹ này đã là có tính cực hạn rất là mạnh. Còn khuyết điểm cuối cùng chúng tôi muốn nhắc đến chính là liên hạn. Theo kết quả chúng tôi kiểm tra được thì khô hồn cốt này ở độ tuổi là 5 đến 7 vạn năm, nghe có vẻ là một ưu điểm nhưng mà chúng tôi xét nó vào mặt khuyết điểm cũng là vì muốn nhắc nhở mọi người, nếu không đủ thực lực thì là tuyệt đối đừng tùy tiện dung hợp với nó, nếu không rất là có thể cơ thể quý vị sẽ là không chịu nổi mà lổ tung. Cái này là khuyết điểm sao? Chỉ cần thấy vẻ mặt run rẩy của Vương Ngôn cũng là đủ có câu trả lời. Khuyết điểm gì chứ, rõ ràng đều là ưu điểm. Hồn cốt này hạn chế thuộc tính thì sao chứ? Bình thường miễn là hồn cốt hạn chế thuộc tính thì đều là có hồn kỹ mạnh mẽ hơn những hồn cốt khác. Hơn nữa, nếu là có hồn sư đủ điều kiện dung hợp thì chắc chắn nó sẽ mang đến rất nhiều ưu đãi hơn xa những hồn cốt bình thường. Ví dụ như là hồn cốt hoàng kim chi mạng tả tí cốt kia, giá của nó sở dĩ làm cao như vậy cũng là vì một nguyên nhân là chỉ có hồn sư có thuộc tính quang minh mới có thể sử dụng. Sau khi dung hợp kết quả thế nào cũng là thế rồi đó, những hồn cốt khác làm sao so được. Khuyết điểm thứ hai lại còn là ưu điểm trong ưu điểm, trước giờ nó chỉ là xuất hiện ở những hồn cốt cực mạnh mà thôi. Cuối cùng là liên hạn, có hồn cốt nào lấy liên hạn làm khuyết điểm không? Rõ ràng cô công chúa Kiều Kiều kia chỉ bằng mấy câu nói đã nói gần hết những ưu điểm tốt của khô hồn cốt này, vậy mà ngoài mặt còn làm cho như là sợ mọi người bị thiệt thòi vậy. Vậy là đã xong phần khuyết điểm, tiếp theo tôi sẽ nói đến ưu điểm của khô hồn cốt đó. Nói đến đây, giọng nói của cô từ từ chuyển sang giọng thành khẩn. Là đấu giá sư hàng đầu của phòng đấu giá Tinh Quang, đồng thời cũng là công chúa của đế quốc Tinh La, tôi lấy danh dự của mình cam đoan những gì tôi sắp nói đều là sự thật, không có lửa phần giả dối. Đầu tiên thì tôi muốn nói rõ lai lịch của khố hồn cốt này. Nó sở dĩ là hiếm thấy là vì bản thân nó không phải là đến từ bất cứ quốc gia nào trên đại lục của chúng ta, mà chính là từ cấm địa cực kỳ nguy hiểm của nhân loại, cực Bắc, thậm chí là còn là vùng trung tâm của cực Bắc. Bản thể hồn thú của khô hồn cốt này là một trong những loài có thực lực cực kỳ là khủng khiếp ở vùng đất đó, băng bích hạt. Ba chữ băng bích hạt vừa ra khỏi miệng của công chúa Kiều Kiều, mọi người trong phòng đều là đồng loạt nhìn sang Vũ Hạo. Ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, vì bọn họ đều biết vũ hồn của thứ hai của Vũ Hạo là cái gì. Rõ ràng, người phù hợp với hồn cốt này chính là Vũ Hạo chứ không phải ai khác. Vũ Hạo cũng là giật mình tỉnh ngộ, có trách bàn ấy thì mộng băng tầm kinh ngạc, còn băng đế thị tức giận. Hóa ra khô hồn cốt cánh tay trái kia đến từ chính tộc nhân của nàng. Công chúa Kiều Kiều vẫn là tiếp tục giới thiệu. Có lẽ mọi người khá là xa lạ với cái tên Bằng Bích Hạt, nhưng có lẽ với cái tên này mọi người sẽ là rõ ràng hơn. Tộc trưởng của bộ tộc Bằng Bích Hạt là Bằng Bích Hạt Vương, còn được gọi là Bằng Bích Đế Hoàng Hạt. Nó chính là hung thú đứng thứ 8 trong thập đại hung thú. Không xét đến liềm hạn, thì riêng về thực lực, Bằng Bích Hạt có thể nói là một trong những hồn thú đứng đầu. Hồn cốt của băng bích hạt hiếm thấy một phần cũng là vì loài băng bích hạt này chủ yếu sống theo dạng quần cư.